Hoàng Văn Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Hoàng Văn Giang đến từ hoang.com. Và nếu như bạn nào ấy lần đầu xem video trên kênh YouTube Hoàng Văn Giang ấy, thì nhớ nút subscribe đăng kênh YouTube cũng như bật nút chuông thông báo chọn tất cả này, để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Văn Giang nhé. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ review cho bạn một app chúng ta có thể kiếm tiền trực tiếp trên điện thoại của bạn thôi nha. Và app này chúng ta sẽ kiếm tiền qua crypto, qua coin, tức là tiền điện tử đấy. Thì link đăng ký cũng như truy cập vào app này mình sẽ để dưới phần bình luận đầu tiên được ghi ở dưới video nha. Và sau bạn click bấm chọn lên đó, nó sẽ một giao diện như này. Thì ở đây sẽ có các thông tin về app này, cũng như là có white paper, tức là sách trắng đấy. Ok, để có thể tải app ấy thì bạn sẽ kéo xuống này, xuống đến mục mà có phần download đây này, tức là tải về đấy, bạn nhấn vào này. Sau đó thì sẽ là một giao diện như này. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào tải ngay cho mình nhá. Ok, thì đối với app này chúng ta có thể là tải trên cửa hàng Google Play hay chính là CD Play đối với máy sử dụng hệ hành Android nhá. Hoặc là bạn có thể là tải tên bản APK này. Ok, mình sẽ nhấn vào Google Play nhá. Rồi tiếp theo thì sẽ một giao diện như này. Đó, bạn sẽ tiến hành tải và cài đặt admin trên thoại của bạn như bình thường nhá. Sau khi tải và cài đặt thành công rồi, bạn sẽ nhấn vào mở này. Và bước tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành là tạo tài khoản như bình thường ha. Ok, sau khi tạo tài khoản thành công rồi thì nó sẽ một giao diện như này. Thì bạn quan sát này, đây là mục home, tức là mục trang chủ này, thì đây sẽ có sự kiện hàng tuần này. Đó, cũng như là nhiều phần thưởng hơn. Và trước tiên ấy thì bạn sẽ tiến hành là KYC cho mình nha, tức là xác minh danh tính đấy, cũng như là sao lưu tài khoản này. Ok, để KYC thì bạn sẽ nhấn vào đi này. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành nhập tên này, cũng như là họ này, rồi ngày sinh hay là nhập email, cũng như là quốc gia này. ID thì bạn sẽ tiến hành là chọn chứng minh dân hoặc hộ chiếu này. Kế nữa là số ID thì bạn sẽ là nhập số chứng minh dân hoặc số căn cước công dân cũng như là số hộ chiếu cho mình nhá. Cuối cùng nhấn vào hộp này để đăng nhập KYC xong mình danh tính ha. Sau khi KYC thành công rồi thì hôm nay sẽ hiện ra ở đây là sẽ là xác minh danh tính thành công nha. Tiếp theo thì bạn sẽ đăng sao lưu tài khoản này. Tương tự như thế thì bạn sẽ nhấn vào đi cho mình này. Ok, ở đây thì bạn sẽ đăng nhập 8 cho đến 16 ký tự, phải chứa ít nhất là một chữ cái hoặc một chữ số này. Thì đây chính là mật khẩu khôi phục để bạn có thể là sao lưu tài khoản nha. Bạn lưu ý nhé là không chia sẻ mật khẩu này cho bất kỳ ai nhé. Rồi sau khi bạn nhập mật khẩu thành công rồi, lúc này sẽ một mã QR như này nhé. Bạn lưu ý nhé là cũng giống như mật khẩu khôi phục kia thì bạn cũng sẽ không chia sẻ mã QR này cho bất kỳ ai ha. Ok, như ở đây thì mình đã sao lưu tài khoản thành công nên sẽ lên nút đăng ký này, mình nhấn vào này. Ok, sau đó nhấn vào hiểu nhé. Thì mình sẽ nhận được đồng coin là ACN ở đây ha. Ok, thì bạn quan sát này, vừa nãy mình hoàn thành xong một nhiệm vụ thì mình nhận được 10 token ACL này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn các cách kiếm tiền khác nữa nhá. Thì bạn kéo xuống này, ở đây sẽ có các nhiệm vụ hàng tuần này. Tức là mỗi tuần ấy thì app này sẽ reset lại các nhiệm vụ đây nhá. Là làm mới vào mỗi thứ hai này. Đó, ở đây sẽ có cực kỳ nhiều nhiệm vụ luôn. Cũng như là sẽ có các mức coin tương ứng này khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ nhá. Ok, ví dụ mình kéo xuống này. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các nhiệm vụ liên quan đến mạng xã hội này, Twitter này, Telegram này. Đó, rồi Discord này. Ok, dù đây mình làm nhiệm vụ cuối cùng này đi. Tham gia nhóm Telegram Maro này. Bạn nhấn vào đi này. Tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành tham gia vào nhóm Telegram nhé. Và tiến hành là chụp ảnh là khi bạn đã tham gia nhóm thành công. Ok, nhấn vào này. Mở Telegram lên này. Rồi, sau đó nhấn Join để tiến hành tham gia này. Và bước tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành chụp màn hình lại nhé. Chụp màn hình lại này. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành lưu lại. Rồi bước tiếp theo thì bạn sẽ đánh quay trở lại app và nhấn vào đây để tải lên này. Đó, tải hình vừa nãy mà chúng ta chụp màn hình lên nhá. Ở những bước này thì các bạn cứ nhấn vào hiểu cho mình. Rồi cũng như nhấn vào tiếp theo này. Hiểu này, tiếp theo này. Đó, hiểu này. Tiếp theo sẽ tải hình ảnh lên này. Tải lên từ album này. Rồi sau khi bạn gửi thành công rồi thì sẽ hiện lên một thông báo là đang xác minh nhá. Bạn sẽ đánh chờ xác minh. Và sau khi xác minh thành công ấy thì bạn sẽ nhận được 20 coin ACN này. Tiếp theo thì bạn sẽ làm các nhiệm vụ tương tự đây nha. Dù như mình làm nhiệm vụ tiếp theo là follow tài khoản Twitter này, nhấn vào đi này. Rồi sau đó nhấn vào đây này. Tiếp theo thì bạn sẽ đăng nhập vào Twitter và tiến hành nhấn vào follow theo dõi này nha. Và cũng tương tự như vừa nãy thì bạn sẽ chụp màn hình và nhấn vào tải lên ở đây để đăng là xác minh như vừa nãy ha. Ok này. Tiếp theo này. Đó. Rồi cũng tương tự như vừa nãy thôi thì bạn sẽ hành tải chụp màn hình lên nhá. Và ngoài ra còn rất nhiều các sự kiện ở đây thì bạn có thể là tiến hành làm và chúng ta nhận được token tương ứng ở đây nhá. Ok, thì đó là mục home, tức là mục trang chủ. Tiếp theo là mục earn này.
tức là một cờ kiếm tiền nữa này. Thì ở đây cũng lại sẽ có rất nhiều các nhiệm vụ khác nhau nữa nha. Rồi đây cũng sẽ lại có rất nhiều các nhiệm vụ tương tự như vừa nãy nhá, như like, retweet này, hay là theo dõi này, cũng như là tham gia vào nhóm Telegram này. Và ngoài ra sẽ có thêm các nhiệm vụ như hình ảnh thu thập này, hay là hộp giới hạn này. Đó. Và ở đây cũng sẽ có số tiền bạn nhận được khi bạn hoàn thành các công việc này nhá. Toàn nhiệm vụ cực kỳ dễ luôn. Đánh dấu này, nhấn vào này, xác nhận này, rồi kiếm nữa tiếp theo này. Xin vui lòng không cần DBR đối với những người bên ngoài sân cỏ. Đó, chúng ta sẽ đánh dấu vào những người ấy. Đánh dấu theo yêu cầu nhá. Ok, đây thì bạn cứ làm theo hướng dẫn thôi nhá. Ở đây cũng sẽ có hướng dẫn này, phòng to lên này. Đó. Ok, như ở đây thì mình sẽ tiến hành đánh dấu tất cả những người trong sân này bằng dấu chấm nhá. Đấy, mình đã đánh dấu rồi này. Mình sẽ nhấn vào tiếp theo này. Tiếp theo nữa này. Ok, đánh dấu tất cả những người trong sân bằng dấu chấm. Ok, người kế tiếp này. Đó. Đấy, bạn cứ phóng đến này, xong đánh dấu chấm vào này. Qua sao rồi chưa? Đấy, xong rồi nhấn vào tiếp theo này. Cực kỳ đơn giản luôn đúng không? Bạn hoàn thành tất cả những vụ này. Nhấn tiếp theo các bên trên này. Mà trên tập đánh dấu tất cả mọi người trong sân vận động bằng dấu chấm. Đấy, lại đánh dấu tiếp này. Rất dễ luôn các bạn. Chỉ đánh dấu người trong sân thôi nhá. Ok, đánh dấu xong rồi, nhấn vào tiếp theo. Rồi. Thủ môn này. Bạn đã hoàn thành tất cả những vụ nhá. Ok. Rồi mình sẽ lục ngay. Lục này. Chúc mừng bạn đã qua bài dẫn này. Rồi thì đó là hai mục home cũng như mục ơn nhá. Cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục invite này. Đây là mục chia sẻ link giới thiệu bè nhá. Thì bạn quan sát này, thì đây chính là mã giới thiệu cũng như đường link giới thiệu của mình này. Bạn nhấn vào đây để hành sao chép này, sau đó chia sẻ đường link này cho bạn bè người thân hoặc chia sẻ đến các group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram cũng như nhóm Discord nha. Khi người tải game còn link của bạn ấy và họ kiếm tiền được từ các mục này ấy, thì bạn cũng sẽ nhận được các mục hoa hồng từ nha. Rồi thì làm sao để chúng ta có thể rút tiền ạ? Bạn sẽ quay trở lại mục home, tức là mục trang chủ này, sau đó nhấn vào token ACN này. Đó thì đây sẽ có gửi nhận này, và khi đồng token này được list sàn ấy thì chúng ta có thể bán đi và quy đổi ra UST để chúng ta có thể bán về và chuyển về tài khoản ngân hàng ATM của bạn nhé. Rồi thì ok, như vậy Hoàng Giang đã chia sẻ giới thiệu cùng review cho bạn là app kiếm tiền trực tiếp trên điện thoại bạn bằng cách là kiếm tiền qua tiền điện tử. Thì nhớ mình để link đăng ký cũng như tải app ở dưới phần bình luận đầu tiên được ghim ở dưới video nha. Và nếu như bạn thấy video này hay biết mang lại nhiều thông tin cho bạn ấy, thì nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên subscribe, đăng ký channel kênh YouTube của Hoàng Giang. Hoàng Giang chân thành cảm ơn tất bạn rất nhiều. Còn bây giờ tiếp theo thì mình sẽ là tiến hành quay đơm tại đại cào cho hai bạn may mắn nhất trong video lần trước nha. Ok, trong video lần trước thì chúng ta có 53 comment bình luận đấy này, mình sẽ quay đơn nha. Rồi chúc bạn đầu tiên là bạn Chu Đo này, bạn thứ hai là bạn Thanh Phạm Kiều này. Thì các bạn này nhớ liên hệ mình qua Pay Hoàng Giang để mình có thể trao giải cho bạn nhé.